Quái lạ, được buổi anh em mình đến nhà hàng Huy chơi mà chả thấy vợ chồng ở đâu nhỉ? Này, dạo này nó còn nuôi gà không? Gà nhà nó có đấy, con gà ngon đấy. Nhà mình có khách nội thế nào nhỉ? Cho anh chết đẹp. Mày điện cho nó thế nào? Bây giờ. Anh Du. Em thật sự thì rất bất ngờ mà không biết là anh em nhà em ở quê ngoại hay quê nội nhỉ? Quê gì? Đến đòi nợ đấy, quê. Còn nợ tiền thì cái quê quán gì? Dạ lịch tình. Em nợ tiền gì đâu anh? Cho nó xem giấy tờ cái. Quên thật hay là giả vờ quên? Không, nhưng mà em nói thật đấy, bởi vì em cũng chả có làm ăn gì lớn, cũng chả có dự kiến gì to tát mà phải vay nợ ai cả. Anh có nhầm người không? Chỉ em có nợ cái gì mà anh lại bảo em nợ nần tiền nong cái gì đó? Mày nhớ năm ngoái là tao đi ăn sáng mày nói gì không? Mày hứa gì không? Mày nhớ không? Em cũng chả nhớ cái gì ấy. Anh có gì thì anh cứ nói rõ cho em, không có em. Mày nói chuẩn vào. Mày nói bằng tiếng Kinh thế thì thế nào? Thụt thò đấy. Anh, cái bữa hôm đấy là hơi lắm tiền đấy. Thế là thế nào anh? Nợ tư năm ngoái đến giờ. Chú nhắc cho nó nhớ cái. Cái bữa vụ hôm đấy là cả tiết canh dê ấy. À, đấy. À mà kể cả là cái hôm đấy cái món pịa các anh cũng khen ngon là húp hết cả cặn đấy. Em nhớ rồi. Mày tao vả cho mày phát rồi đấy. Anh hưởng đúng không? À lịch tình. Em hôm đấy em nợ anh một cái lời mời đãi môi lên với gia đình nhà em chơi. Thế mà hôm nay các anh cũng mò đến thật. Em bất ngờ đấy. Đấy thì nhớ rồi, tính toán nào đến dạ nào? Quá giờ đến bữa rồi thì... Tôi trời mừng quá. Anh ơi, anh bấm số cho em gọi nhờ cho vợ em nó về. Có khách quý này về để nó còn cơm nước. Hôm nay mày ngồi, mày nhớ ngồi ở đâu không? Nhớ chưa? Em nhớ rồi mà. Ngồi nhà thằng Phong Dê ấy, nhớ không? Nhớ rồi. Ờ. Đấy, hôm đấy có cái bộ lòng dê... Hai. Con dê cỏ nó ngoan, nó để tủ đá mấy tháng rồi mới cho ra để giá đông để em... Để anh em hôm đấy là quay quần đấy. Mà phải nói là cái bộ lòng dê đấy nó để nửa năm trong tủ đá rồi giá đông ra mà thật sự em làm một cái dạng gọi là kênh ăn uống đấy, trâu toi bò ngã cho mửa à, ngoài đồng, cóc nhái ếch ương là sôi bụng mất 15 hôm. Ăn được hết mà hôm đấy cái món đấy em còn không dám động đũa mà các anh ăn chùm chụp ra. Chứng tỏ cái thằng đấy Phong nó chế biến ngon thế nào anh nhỉ? Alo, mời Thanh à? Em về ngay nhé, có khách quý. Về luôn và ngay. Ừ, đây là về em sẽ nhìn thấy các anh ý. Em biết là anh anh là được thì anh giới thiệu là anh là anh trai con nhà ông chú nhà thằng Hưởng Dâu. Nhà thằng Hưởng Dâu. Mặt dày. Dạ. Tao được phép nói, mày được phép nói à? À không, anh ấy bảo là anh ấy là thằng Hưởng Dâu. Ừ, anh ấy là anh em là ngoại cha của em ấy. Bố vợ của thằng bạn đồng ngũ mới lại bố em thì phải. Rồi, về luôn nha. Bây giờ mày hết tiền. Anh mà phải trợ hết tiền à? Trả hết tiền nạp 30. Thế giờ này anh công tác ở đâu? Làm ăn thế nào? Có nhiều tiền như năm ngoái không? Năm ngoái là nhiều tiền thế mà em còn... Mày lên mà hỏi vợ tao vậy. Sao lại hỏi vợ anh? Thì tao có làm cái gì đâu, vợ nó nuôi thì thế.
Anh nói thế, em vợ nuôi thì còn đúng, anh nói anh vợ nuôi nghe nó trai trai. Vợ về chưa? Nó sắp về rồi anh ạ, cứ ngồi chơi tí xong tí nó vợ em nó về xong thì cơm nước lợn gà xong thì anh em mình ngồi uống rượu. Cứ ngồi chơi này đi, được bữa không? Uống rượu thì có chén không? Dạ em thiếu gì chén đấy, đây này. Thiếu gì chén mà chén này. Đấy, mọi người đấy, nhà thằng A-hi đây đấy, hiểu không? Em ăn, riêng đấy, mỗi một lần một bộ chén này là một sự kiện vợ em nó cãi đấy. Bộ này mua đợt đấy là mua hết 170.000, vừa mua về đến nhà. Mà sai ý em câu đập hết luôn, để lại một chiếc thôi, để cho nó còn nhớ. Thế còn cái bộ này? Bộ này là cái đợt Tết đấy. Mà em đi ăn Tết về đấy, vợ nó cứ bảo là mình là nát, mình là say rượu, mình không chuẩn. Em tức em lại đập luôn đấy. Đấy, hai cái này là cùng một sự kiện này. Còn cái bộ gốm ở cái gì bắt chàng ấy. Đấy là cái bộ này em thằng hàng xóm nó cũng dám đập, em thấy còn hai cái em xin về đấy chứ. Nói lắm quá, đói lắm rồi. Phải vợ về thế nào? Chè con này nó cho chè ngon này. Chè này của em không có thuốc đâu. Anh bấm lại cho em gọi lại cho con vợ cái chè. Vân tay đấy. Mày làm gì mà lâu thế? Nhà có khách quý đang ngồi chờ vêu mõm thế mà mày không biết đường về mà nhanh nhanh cái chân lên à? Về còn cơm nước chứ. Mày có tin có mấy cái chén đang uống nước đây cả khách khứa tao ném bỏ đập bỏ hết luôn không? Đấy, vợ con quát cái nó phải tắt máy ngay anh ạ. Vợ em nó thế đấy, nó cũng biết chữ ý. Cho anh cứ uống nước đi, nước chè. Nó đã bảo đang về, làm chạy cắt cả chân lên cả cổ. Em... Vâng, em chào các anh. Khách quý mà, A-hi nói đấy à? Đây, đây là thằng Hưởng, anh Hưởng Châu, anh ấy bảo là anh ấy tên là thằng Hưởng. Anh ấy là con trai của bố bạn đồng ngũ gì đằng vợ nhà mình ấy. Hội đồng ngũ của ông Vãi là cả huyện cả tỉnh, nhiều lắm, không biết là ở hội nào. Nhưng mà em xin phép các anh, chẳng mấy khi các anh đến nhà em chơi. Thì cái đấy cũng là quý hóa, nhưng mà không biết là từ nãy đến giờ A-hi nhà em ngồi có mời các bác lại ăn cơm không. Nhưng mà em có chút việc gia đình, xin phép các bác mấy phút. Chả thấy mời không nào. Đứng lên, đi ra đây. Gì đây? Em xin phép các bác rồi. Đứng lên, đi ra đây. Đứng. Em làm cái gì chứ nhỉ? Anh ơi, đợi em chị. Này, tôi nói cho lão biết nhá. Tối hôm qua lão đi đâu? Này, tối hôm qua lão đi đâu? Thảo nào nhá. Lúc tôi tỉnh giấc đã là 1 giờ sáng, không thấy mặt mũi. Lão đi vào đây. Nhanh. Em buồn cười. Sao lại tự nhiên lại... Anh ơi, thông cảm cho em nhỉ. Đi vào đây. Hôm nay lão biết tay tôi nhá. Lão đi vào đây. Hôm nay lão biết tay tôi nhá. À, có làm cái gì đâu. Lại còn cãi à? Làm gì đâu à? Này thì làm gì đâu này. Lại còn cãi à? Cái gì thế nào? Kêu to lên à. Đấy nhá. Thế mà lão còn cố tình à? Tóm lại là hôm qua lão đi karaoke, tay vịn một con nào. Chết. Làm gì có? Làm gì có cái chuyện đấy? Nhưng mà làm thế để làm gì? Kêu to lên xin vợ to vào. Rồi anh chị em. Tôi anh biết rồi. Xin này. Này xin này. Lão lần sau lão có thế nữa không? Hả? Nhưng mà để làm cái gì? Rồi ôi. Kêu to lên 1-2 tiếng nữa cho tôi nhanh lên. Cứu em về anh ơi. Này thì cứu này. Ai nhá, hôm nay mà dám can nhá, tôi cho người đấy như lão luôn. Nhưng mà thế là thế nào? Tôi khổ quá, xin vợ 1-2 câu nữa. Nhanh lên. Trời, đừng cho. Đừng cho. Đi vào đây, nhanh lên. À. Hả?
Gì đây? Ôi ôi. Sao đây? Sao anh đánh quay? Vừa đánh em có khổ. Vừa đánh cái thế? Vừa đánh mày ra đây. Ôi. Nó quánh mà cái gì đây? Lại còn đi ra đây. Xong rồi. Ra đây để còn muốn người khác banh à hả? Muốn tìm đồng minh đúng không? Thôi em ơi. Thôi. Anh thông cảm. Là người ta nói là dạy con từ thuở còn thơ, dạy con từ thuở bơ vơ mới về, mà em lấy lão được gần chục năm nay mà em vẫn không dạy được. Nhưng mà em làm cái gì đâu mà vợ đánh em giết chết. Em làm cái gì đâu, tối hôm qua sau trận rượu tôi đã ở nhà để hầu lão cơm nước, thế mà còn đã rủ nhau đi hát đi hò, lại còn gọi mấy em rót. Lão thích rót không hả? Tôi được rồi, anh biết lỗi rồi. Các, bây giờ là còn hơi muộn đấy. Các anh ở đây chơi xong vào cơm nước hộ em. Em không mấy khi các anh đến chơi. Biết gì? Không ở đây ăn cơm cùng gia đình em cho nó vui. Wow. Anh em mình rồi. Giờ này thì vui vẻ cái gì nữa. Ở lại ai mà ăn được. Thôi để hôm khác. Thôi anh em mình đi về thôi. Anh không ở lại với gia đình em mà. Em mời các anh ở lại ăn cơm đi chú. Tôi chả mấy khi các anh ở lại nhà em ăn bữa cơm rồi chiều tối hạng về. Ôi trời ơi, về đây. Anh ơi, thế để khi khác nhá. Về rồi còn trèo néo làm cái gì nữa. Về rồi. Bạn hãy chẳng ngọc quả quất. Ngậm cái gì nó to to để nó phồng cái má này lên nó mới giống chứ. Mà thôi, đi vào rửa mặt đi, người ta về rồi. Đừng có ra trèo méo nữa mà lại quay lại bây giờ đấy. Không để anh giải ta một câu chứ. Không phải trả nữa, vào rửa mặt nhanh lên. Thôi không cơm nước gì nữa. Sao mà đầu của lão đúc cái gì mà ngu thế không biết. Nếu mà cơm nước thì cần gì phải làm thế. Vào rửa mặt nhanh lên. Vì này anh, em không ngờ hôm nay là các anh lại lại tình cờ cũng yêu biết à? Yêu biết làm đúng không? Nhưng mà nó đã cười rồi đéo. Thế đéo nhìn được đâu? Coi như cười thì cười, thật sự là anh cũng lâu lắm rồi anh. Nằm lẽ đi mà nói. Cho anh cầm nó nói được. Quê gì? Đến đòi nợ đấy. Quê. Còn nợ tiền thì cái quê quán gì? Dạ lịch tình. Em nợ tiền gì đâu anh. Cho nó xem giấy tờ cái. Quên thật hay là giả vờ quên? Không nhưng mà em nói thật đấy. Bởi vì em cũng chả có làm ăn gì lớn, cũng chả có dự kiến gì to tát mà phải vay nợ ai cả. Anh có nhầm người không? Nhầm gì? Hôm mày mua con bò đấy. Năm ngoái chú đi ăn sáng là anh mời chú thế là con mười anh vừa hôm nay chú. Mày chưa giả đâu nhá. Mày quên là anh là tiền đấy. Thế là thế nào anh? Nợ tư năm ngoái đến giờ. Chú nhắc cho nó nhớ cái. Cái bữa vụ hôm đấy là cả tiết canh dê ấy. À, đấy. Cái hôm ăn lòng, cả lòng dê đấy á, cả pịa dê đấy á. Mà ôi, bọn anh khen ngon húp hết cả cặn đấy á. Ừ, tiền thoại mình. Nghe thoại chủ đã mấy tháng rồi mới cho ra để giá đông để em, để anh em hôm đấy là quay quần đấy. Rồi Tư, anh gọi vội. Nói tiếp đi đã. Còn cái bộ gốm ở cái gì bắt chàng ấy. Đấy là cái bộ này em cả ấm cả khay luôn,
đẹp như thế mua. Hôm nay là cái thằng gió nó động rồi, thấy đẹp bay bằng về. Chị đang vợ nhà mình ấy. Hội đồng ngũ của ông Vãi là cả huyện cả tỉnh, nhiều lắm, không biết là ở hội nào. Nhưng mà em xin phép các anh, chẳng mấy khi các anh đến nhà em chơi. Thì cái đấy cũng là quý hóa, nhưng mà không biết là từ nãy đến giờ Ai Hi nhà em ngồi có mời các bác lại ăn cơm không. Nhưng mà em có chút việc gia đình, xin phép các bác mấy phút. Chả thấy mời cậu nào. Đứng lên, đi ra đây. Gì đây? Em xin phép các bác rồi. Đứng lên, đi ra đây. Đứng. Em làm cái gì chị Chính nhỉ? Anh ơi, đợi đợi em chị. Này, tôi nói cho lão biết nhá. Tối hôm qua lão đi đâu? Nói. Đi đâu? Phải giả vờ. Đây, có. Anh ở đây cười khả. Không. Có một cái nữa. Không sao. Có nữa. Chị học thêm không? Nhưng mà sao thế nào? Giả vờ cãi nhau sao thế nào?